Dũng Nem rất khôn ngoan, nhưng để mất bóng rồi. Công Huấn, Khánh Diêm pha xoay người rất hay. Khánh Diêm một đầu quá xứng đáng cho Gia Việt, quá xứng đáng cho Khánh Diêm. Pha xử lý trước đó là của Công Huấn, tuyệt vời. Tình huống xử lý mẫu mực của Khánh Diêm, loại bỏ quả bóng vàng Phúc San Quốc Hưng, khống chế xoay gầm, thực sự là điều nghệ. Tuấn Lộc Tâm và Dũng Nem, Bá Đức, Tuấn Ai. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các thủ Gia Việt. Và người ghi bàn vẫn là Khánh Diêm. Khánh Diêm, nếu như Gia Việt có được chiến thắng thì chắc chắn sẽ là cầu thủ ấn tượng nhất của vòng đấu này. Hai bàn thắng đều bằng chân phải, chân không thuận. Những tình huống, những nỗ lực của Khánh Diêm, của Bá Đức, của Công Huấn. Pha xử lý không an toàn của Hiệp Châu. Và ngay sau đó Bá Đức đã sử dụng đôi chân rất dài của mình để trích được trái bóng trước sự ngăn cản của Quý Đệ. Còn Lê Tô rất thoáng, tỷ số được rút ngắn 4-3. Cầu thủ ghi bàn đó là số 10 Văn Sơn. Trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Việt Phương Đông cũng không thật sự tốt trong những tình huống tổ chức phòng ngự. Chính xác, Trần Duy hơn người, Khánh Diêm rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Gia Việt và người ghi bàn đó là Tuấn Đông Tâm. Một bàn thắng rất quan trọng của các cầu thủ Gia Việt. Tuấn Đông Tâm, một cú dứt điểm không căng nhưng nó đủ. Rất căng, không vào. Cường Sport đã cản phá những tình huống bóng thực sự rất hiểm nguy. Rất may mắn dành cho các thủ văn. Công Huấn, Trần Duy, bên này là Khánh Diêm. Trần Duy, Khánh Diêm. Trọng tài xác định đã. Tuấn Đông Tâm, Khánh Diêm. Việt Quảng Ninh, số bàn Việt Hải Dương. Khánh Diêm, Khánh Diêm rất hay. Một pha đi bóng vào trong và dứt điểm bằng chân không thuận rất tốt của Khánh Diêm. Hơi đáng tiếc của tình huống vừa rồi, Khánh Diêm đã không thể có được sự hiểm hóc để có thể hạ gục được Long Nháy. Khánh Diêm rất nguy hiểm, không có bàn thắng dành cho cầu thủ Gia Việt. May mắn đã đến với Tuấn Sơn trong bóng vừa rồi. Một tình huống dứt điểm rất căng đến từ Khánh Diêm. Không được, chúng ta vừa thấy một cú băng cắt và đánh đầu rất nguy hiểm đến từ Khánh Diêm. Có lẽ Thành Lương dứt điểm không vào. Bóng lại vừa đập chân Công Thảo và nó đã đổi hướng khiến cho thủ môn của thủ LC đã đứng nhìn. Một pha đấu vào trong của Khánh Diêm sẽ đứng trước quả đá phạt này cho cầu thủ Gia Việt. Dứt điểm và dứt điểm từ góc hẹp cũng thành công của Khánh Diêm. Đó là một tình huống phối hợp đá phạt tốt đến từ các cầu thủ Gia Việt. Khánh Diêm đã xuất hiện. Đã có bàn rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ Gia Việt. Nhưng mà thắng liên tiếp ít phút vừa qua, người ghi bàn đó là Văn Ngọc. Ta mới được chứng kiến hai bàn thắng của các cầu thủ bên phía du lịch. Nỗ lực đi bóng của Khánh Diêm. Sau đó thì Văn Ngọc bằng một cú. Chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho cao thủ Gia Việt. Ra cây, ra cây vào trong đi.